Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh sóng Nimo TV gạch chéo 500 Bros và chúng ta sẽ cùng nhau đến với map thi đấu thứ hai trong cặp trận thi đấu giữa Fnatic đối đầu với cả Big và tỷ số tạm thời đang là 1-0 dành cho các viên bên phía team Big sau khi họ đã có một cái chiến thắng khá là khác biệt trước Fnatic ở trên map đấu Inferno, map pick của viên phía Fnatic. Và map thi đấu thứ hai trong kèo thi đấu bóng bàn này đó sẽ là map thi đấu Mirage, map thi đấu được chọn đến các viên bên phía team Big. Tôi thì trong cái sự nghiệp thi đấu cũng có sự nghiệp cutter, sự nghiệp cutter thì đã nhìn thấy Big tự chọn map thi đấu này và tự thua rất nhiều lần rồi, và không hiểu là ngày hôm nay thì kết quả nó có khác hay không. Khi mà ở những lần gặp nhau lần gần đây nhất thì Fnatic đều là team giành chiến thắng như các thành viên bên phía Big trong bất kể những trận thi đấu bao 1 hay bao 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là Big có viết lại được cái lịch sử đối đầu của mình hay không đây. Trên màn hình nhỏ các bạn, đó là vị trí của anh chàng mang tên Borland cũng như là chỉ có Táp Sen. Hoàn toàn có thể thấy rằng là Big họ đang có một cơ hội cực kỳ lớn để phục thù sau cái trận chung kết DreamHack Master Open được diễn ra vào cuối tháng 11. Khi mà ở trong ngày thi đấu đó, một trận BO5 được diễn ra và Fnatic họ rất bất ngờ khi mà đánh bại Big với tỷ số đó là 3-0 trắng, không hề cho đối phương có một cái cơ hội có thể tạo ra được cái sự đột biến cũng như giành chiến thắng ở bất kỳ map thi đấu nào cả. Hôm nay là một cơ hội cực kỳ lớn để có thể phục thù lại những cái sự cố gắng của các viên bên phía team Fnatic ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Let's go, here we go. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với round the pistol giữa Fnatic và Big thôi. Big đang lên khá nhiều đồ bên phía T-side đến từ Gate cũng như là T-Zian. Bên phía bên kia thì Alex là người lên đồ để ném bom retake cũng như là một kit và một smoke để retake bom đến từ Brolin. Nào và bây giờ thì trong round the pistol cả hai bên đang lên rất nhiều đồ. Thì các thành viên bên phía team Big họ đang muốn chiếm cục mid đồ rồi. Đây là một tiếng chiếm mid để đánh mid to B trong một round the pistol, nhưng Fnatic đang có đến 3B. Mergy ở đây phát hiện rất nhiều đối phương, một shot có cho mình đó là một cái đầu của anh chàng Sison rồi. Mergy vẫn có thể làm được và tạo ra khó chịu. Dream Z đây lộ vị trí nhưng Mergy làm được đôi cái mạng. Vị trí của Alex vẫn còn hold được khu vực CT Bay. Pito cần phải có mạng, Pito bắt được một mạng trước khi nằm xuống bởi anh chàng mang tên Alex. Và đó là pistol round cực kỳ chuẩn chỉ dành cho cái viên bên phía Fnatic. Còn bên phía team Big thì đó là một pistol round khá là lòng vòng, cực kỳ ngoằn ngoèo đấy từ bên phía team Big. Họ lên đồ khá nhiều, họ ném được smoke che đi khu vực top con cũng như là quả lửa cháy window để rẽ vào khu bom CB đấy. Nhưng cái chiến thuật lòng vòng, chiến thuật hoàn toàn là vằn này của bên phía team Big thì vào khu bom CB thì lại gặp ba thành viên của bên phía team Fnatic đã đợi sẵn. Và những tình huống bắn chỉ mất đi một mình Mezi thôi khiến cho các thành viên bên phía team Big không thể nào mà ỉ đông hiếp yếu được, nên 1-0 thì bên phía team Fnatic trong một tình huống phòng thủ của bom CB như vậy thì nó cũng là một điều hợp lý rồi, khi mà họ đã có một tình huống bắt bài tốt. Và bây giờ thì là một tình huống xếp hình đến từ các thành viên bên phía team Big ở khu T bay rồi. Với một tình huống xếp hình này thì tôi nghĩ rằng là Smutja sẽ khó có tò mò đâu. Tình huống xếp hình rất là sâu và có lẽ rằng là Big họ cũng sẽ phải di chuyển ở trong những cái khoảng thăm binh tiếp theo. Còn đối với các Fnatic thì cũng khá là cẩn thận nhưng mà không hề có một cái tình bây giờ cố. bây giờ nhá với những lượng súng như thế này thì anh nghĩ rằng là khả năng thấp các thành viên bên phía team Fnatic sẽ đẩy và chờ đến một quãng thăm binh nào đó. Như ở quãng thăm binh này thì Big đang gọi Fnatic đến, nhưng bây giờ nhá, 2 giờ sáng Big gọi Fnatic không nhấc máy. Fnatic xây éo. Đấy, liên tiếp là những cái tình huống mà bấm chuột phải để gọi là switch mode để mời gọi. Chí rằng là chúng ta cũng thấy đó là những cái nụ cười mà Sison cũng chính xác là Tizian nở trên môi. Vì rõ ràng là tâm lý của Big sau khi pistol họ cũng không việc gì quá nặng nề cả. Ăn được cái map pick của đối phương, và đây là map pick của họ thì cơ hội vẫn là còn. Đây rồi, Big cuồng trận rồi, Big cuồng trận rồi. Sẽ là một tình huống nhảy vào bom xây A, nhưng bom xây A hiện tại thì Alex cũng như Cream đã kẹp chéo với nhau. Ngày hôm nay map 1 thì Cream đã bắn đến 30 mạng rồi, map 2 có bắn đến 31, 32 mạng hay không đây? Alex có mạng đầu tiên, Cream đã có 1 mạng rồi, Alex nằm xuống nhưng Cream vừa đổi đôi. Nào, bây giờ thì Gate nằm xuống rồi, 2-0 thì Fnatic rồi. Khá là dễ dàng dành cho các viên Fnatic, cũng chỉ là một round thi đấu hốt eco, mất một súng không vấn đề lớn. Và bây giờ thì Big họ sẽ có cho mình một round thi đấu full buy. Và Fnatic thì với việc mà ở trong cái round thi đấu thứ hai họ lên cho mình những cái khẩu rifle thì hoàn toàn có thể chơi một cách song phẳng trước các viên bên phía team Big. Sison thì đã chủ động lên một khẩu scout cũng như là một lượng bom mìn đầy đủ để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Và hãy cùng xem ở trong cái round thi đấu này thì các thành viên bên phía của Big họ có đem về cho mình chiến thắng hay không đây. Một spawn đẹp và Sison chủ động kéo cái khẩu scout của mình ra để kê lại đó là cái khu vực ground. Rất là may mắn dành cho Fnatic khi mà cũng không một ai
tò mò nhảy qua khu vực ram để có thể tiến tới khu collector. Thế nên rằng Sison cũng không có một cái thông tin gì cả sau những tình huống đó. Nhưng mà nó kéo cho mình khẩu scar ra để cố gắng bắt người của City ticket box. Và Roland phát hiện thêm được cả Alex ở xe nữa. Tạm thời thì Big họ đã có những cái thông tin ở thời điểm ban đầu rồi. Tuy nhiên rằng cần nhất đó là những cái mạng, khi mà đội hình của Big rõ ràng họ muốn đem về cho mình một chiến thắng ở trong round thi đấu số 3 này. Update ở trận thiếu cùng giờ thì các thành viên bên phía team Faceland đã có một chuỗi comeback để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 16-13 trước Gambit ở map thi đấu Inferno. Mặc dù là họ đã bị dẫn trước đến đó là một đâu đó 12-6 đến 12-9 gì đó. Và update kết quả trận thiếu cùng giờ là vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với round thứ 3, trận đấu giữa Fnatic và Big. Đây là một trận chiếm mid đầu chậm của các thành viên bên phía team Big. Và bây giờ thì với một tình chiếm mid chậm thì họ về quả C4 vẫn hậu ở top mid. Crimson bắt được cái đầu của Tam Sen rồi. Thêm một quả smoke nữa trả ra connector. Và dự định của họ không biết có phải là muốn vào khu B shot hay không đây. Jungle đang mở cửa đón trả. Khi mà Fnatic họ không hề có IK. Nhưng vị Alex ở đây có một góc đứng là quá đẹp để có thể dễ dàng bắt đi với chiêu Kito. Hơn người quá nhiều dành cho viên Fnatic rồi. Thời gian cũng không còn ủng hộ bắt viên bên phía team Big nữa. Còn lại là 25 giây dành cho những nỗ lực. Quả smoke này cũng sắp tan đi. Và liệu Gate có bắt được ai không? Đây Alex đã chủ động chôn chân lại của Stair. Một tình huống đỉnh khiến cho Sison lại người AC vào rồi. Tijan này có chiến thắng mà Alex này không kịp đổi ai. Nhưng Crimson vẫn là anh già thôi. Có cho mình đó là cái mạng thứ tư. Chính xác là thứ hai. Sau đó là thứ ba. Smooth ra bắt nốt Tijan đi để giúp cho Fnatic có được round thi đấu chiến thắng số 3. Một round thi đấu chiến thắng đến các thành viên bên phía team Fnatic. Với những tình huống sách người ở hụt nối rất hay cũng như là middle. 3-0 rồi. Big thì có vẻ như lại một lần nữa đi lạc trong những round thi đầu tiên rồi. Cái kịch bản này khá quen với cái map thiếu Inferno đã từng diễn ra. Liệu rằng Fnatic lại lên 5 và lại để cho bên phía team Big gỡ hòa hay không đây? Liệu rằng Fnatic có thắng 2 lần trên cùng một dòng sông hay không? Rõ ràng là map thiếu Mirage đấu và sát viên phía team Big nó rất thường hay lựa chọn, nhưng mà cái việc họ để thua không phải là một cái con số nó ít ỏi gì cả. 58% sau 12 lần thi đấu, đó là những gì mà Big họ thể hiện được ở map thiếu Mirage. Một con số nó không phải là quá ấn tượng. Bây giờ thì sẽ là một round thi đấu phải áp bài thôi. Và hãy cùng xem ở trong round thi đấu này thì liệu Big có thể đem về cho mình đó là round thi đấu chiến thắng hay không. Rõ ràng là Fnatic họ đang làm khá tốt với phía City side. Một thêm quả smoke đã được trả ra. Còn quả nade vừa rồi được ném bởi vị trí anh chàng Alex cũng đã gây một lượng đam là cực kỳ nhiều. Roland cũng đã phát hiện một cung thơm chủ động căn năm mình ném nết. Quả nết nó chưa ném ra. Không, chính xác được ném ra rồi. Và nó khiến cho vị trí Tijan mất một lượng máu là rất lớn. Nào bây giờ thì các thành viên bên phía team Big pop quả flash từ khu vực bắt vào từ đối để vào gặp Roland. Nhưng Ray Brown vẫn không đổi hai. Crimson và Smutka cũng ra nhận những tiền hốt eco. Bây giờ Tijan nằm xuống rồi. 4-0 dành cho bên phía của team Fnatic trong những round đầu tiên của lượt một của map thi đấu Mirage này. Thì các thành viên bên phía team Fnatic giành chiến thắng khi mà trong mỗi round thì chiến thắng của họ chỉ mất đi từ 1 đến 2 súng mà thôi. Đúng vậy, thế nên là cái lượng tiền của họ cũng đang được tích lũy là khá tốt. Chính xác. Tuyên rằng Big bây giờ sẽ có một round cho full bài. Sison đã có hộ ốp ở trên tay rồi. Một lượng bom mình đầy đủ 100% để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Và các thành viên bên phía team Fnatic thì sao? Vị trí Spunga sau round thi đấu trước chuyển hộ ốp để cho Alex. Thì bây giờ cũng là một cái vũ khí nó thuận tay nhất. Chiếm mid ở thời điểm đầu game, nhưng mà chúng ta luôn thấy một đội hình Big bên phía T-side đó chiếm mid xong Gate ở đây cũng chỉ kịp làm một trước khi nằm xuống trong Mercy. Cân bằng về người, tuy nhiên bắn bên phía T-side thì có lẽ điều này vẫn sẽ là một cái chút lợi thế nho nhỏ dành cho các viên bên phía team Big. Nhả ra một quả smoke one way để nhìn lấy lợi thế đến từ Mercy. Và bây giờ biết là khúc lâu B clear rồi. Crimson hoàn toàn có thể bỏ khúc bom B để cho Mercy solo về bắt bài ở A cùng với những đội còn lại. Khi mà các thành viên bên phía team Big cũng đang có dấu hiệu muốn đánh lên A rồi. Nào, bây giờ bom say A của bên phía team Fnatic chỉ có nó là hai cái tên thôi, Smutja cũng như là Roland. Sison vẫn đang ném rất nhiều smoke vào khu vực nối để fake. Nhưng đây là một tình huống fake khu bom say, fake vị trí middle để đánh lên khu bom say A đến từ bên phía team Big. Còn đó cho mình đó là ba quả lửa cũng như là ba quả flash đến từ những thành viên của Big. Và bây giờ thì đang căn vết để ném một quả lửa ở khu vực chân lầu. Và hãy cùng xem nào. Sẽ là một round thi đấu muốn đánh vào bom xe A thôi. Smuya vẫn có cho mình góc đứng đẹp, không có smoke như này. Smuya rất có được cái lợi thế trong việc anh ấy nắm ốp trong tay, chủ động lùi sâu để có những tình huống nếu bắn trượt thì còn lùi về là thành công. Và đội hình của Fnatic trong round thi đấu này bắt đầu cái sự
đi về đến từ Mercy để hỗ trợ bom xe A. Thêm một quả flash được thổi vào và được vô đây có cho mình đôi cái mạng và thôi. Thực sự đã chấm hết rồi cho con Việt Bình Big rồi. Spuja bắn chết được Kito và sẽ là 5-0 cho Fnatic thôi khi mà Sison ở đây bắn khá là sâu, bắt được Green Z nhưng thời gian nó không ủng hộ và sẽ là một round thi đấu chiến thắng. Sison sai sách một round thi đấu đi, sai sách đến các thành viên bên phía Team Big. Họ mất rất là nhiều thời gian. Chúng ta đã nhìn thấy là vị trí của Sison còn ném quả smoke để che đi thuộc top con từ khu T Bay. Nhưng mà quãng thời gian đó thì các thành viên bên phía Team Big vẫn còn hâu ở ram, bò lên rất chậm. Và với lượng bom mìn còn ít, ba quả flash thì đáng nhẽ họ cần phải đánh nhanh hơn với những quả flash đó. Họ cứ tự trả từng quả flash ra, bị chiếm từng đoạn nhỏ ở cái khu bom xoay A. Cụ thể là khu ste cũng như là te cheat thì nó sẽ là tốn rất nhiều thời gian và những cái quả flash ném ra cũng của họ cũng không đủ để khiến cho các thành viên bên phía Team Big vào được một cái vị trí đẹp như kiểu là jungle chẳng hạn, hoặc là vào gần được khu vùng ba. Rằng là Big họ sẽ cần phải có một cái lối chơi nó thanh thoát hơn khi mà chúng ta thấy rằng là đúng là có thể họ chiếm được những vị trí đẹp đấy, nhưng mà vào trong những cái tình huống bắn nhau thì đều là những cái sự cố gắng. Nhưng nó chỉ dừng lại câu chuyện là cố gắng thôi, chứ cũng chưa thấy có cho mình đó là những cái điểm kill. Và điều đó khiến cho các thành viên bên phía của Big họ rất khó để có thể thi triển những cái tình huống đặt C4. Bây giờ thì với việc Sison set up thì round thi đấu này vẫn có thể là ổn, mặc dù đây chỉ là một round thi đấu tính chất hard buy thôi. Chủ động bút lên, tuy nhiên là Fnatic thì luôn có đối trợ khá là an toàn ở tiền đường đầu, nhưng mà họ không hề có player muốn nhảy qua. Fnatic đang đẩy đẩy khu bom sai B rồi, còn đâu nhảy khu vực nối làm cái gì. Bây giờ thì bên phía Team Big họ đã có không phải là bên phía Team Big mà là Fnatic đã có thông tin là khu bom sai B hoàn toàn clear rồi. Big cần phải bắn nhanh hơn. Green Z đang đứng một góc giữa đường và bây giờ Green Z phải lùi về thôi khi mà có những quả smoke mà đối phương đã trả ra rồi. Tizian vừa bị phát hiện và đã bị ăn yếu đến các thành viên của Fnatic. Và bây giờ thì Tizian về được cái khu vực gần tối đấy. Nhưng Tizian sẽ làm gì đây khi mà lượng máu của nó là 33. Xin quả flash đã xảy ra nhưng Sputka vừa có một tình huống vẩy ọp như vẩy rau. Kito đổi mạng Roland rồi nhưng đang có những tiếng móc cực kỳ là nhanh. Và chúng ta ở đây Mezi hạ gục được một thì Sputka bắt được game 8 sẽ làm ở Kito đổi một. Nhưng đó là tất cả những gì các thành viên bên phía Team Big làm được. 6-0. Một ra thi đấu mà đánh quá là chậm. Quá là chậm. Và khiến cho những tình huống đẩy B của Fnatic. Fnatic là đi một mạch từ CT, đẩy một phát lên lầu B và đẩy thẳng với T-Bay luôn. Không hề có một cái điểm dừng nào cả. Và đến khi mà quả C4, khi mà chúng ta thấy rằng là rất là lâu, khi mà Gate không hề đặt nó xuống của bom xe A, đã cảm thấy rằng là biết kiểu gì thì kiểu họ sẽ để thua thôi. Mà cái quả smoke tờ nó được ném ra ở tham vị khá là tốt, đẩy đối phương về một xấu hơn, không thể tận dụng nó cách hiệu quả. Và giờ Cream Z trả quả smoke cũng có connector để có thể dập cái quả lửa, thì rằng cũng đã chủ động lùi về rồi, khi mà cái quả smoke đó nó không mang quá nhiều ý nghĩa trong cái việc đó là bắn nhau. Big bắn như thế này thì mất hết rồi Big ơi. Bắn map pick chẳng nhẽ còn không lên được nổi các thành viên hơn cả Fnatic ở map thiếu một nữa. Smooth nhà cũng góc KO quá đẹp và bây giờ thì Gate nằm xuống rồi. Góc KO được bắn trước và với một upper chuyên nghiệp thì kế trước rất khó để bắn. Tam Sen có cho mình mạng đầu tiên sau 7 round thi đấu. Tình huống đưa về là 4v4 cho các thành viên Team Big và đây là một tình huống có vẻ như họ đang muốn hướng về khu bom site B. Nhưng Smooth ra và vị trí của Cream Z đã về khu bom site B rồi. 55 giây còn lại, Tam Sen sẽ là người fake B để cho các thành viên Team Big về ngược khu bom site A. Kim Kito đã bài tơ được vào đến khu jungle rồi. Cực kỳ là hoàn toàn là phần đến từ các thành viên bên phía Team Big. Thời gian vẫn là một cái điều gì đó Big họ cần phải kiểm soát được. Bây giờ Kito đã móc đến đằng sau nhưng Mercy rất cẩn thận khi có một góc kê là rất xa và đã hạ gục thành công được vị trí Kito. Nhưng mà Kito trước đó có thể bắt được Smooth rồi. Cream Z có cho mình góc đứng ở khu thủ bom là khá đẹp. Liệu bắt được bao nhiêu mạng đến từ Cream Z đây? Bắt đầu người chết vào. Cream Z có cho mình một mạng nhưng lùi làm sao được mà lùi. Rất khó để lùi và đó là cái chết. Tiếp theo thì Sison cũng đã Mercy rồi, tình thế được là về là 1v2. Vị trí của Bolan retake từ Market. Sison tham minh của anh ý đang tạm thời là không chuẩn xác, nhưng với cái viên đạn này chắc chắn đã bị lộ ra. Một tình huống muốn free fire trước nhảy check là khá khó chịu đấy. Nhưng khi dàn lắc ra thì cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì Sison cũng đã Roland rồi còn đâu nữa. Vậy là ra thi đấu chiến thắng đầu tiên đã thuộc về các bên phía Team Big. Mặc dù những cái hướng di chuyển họ cũng là khá tốt khi mà đã khóa chặt được khu vực bom xe B vào, và sau đó những tình huống tăng vào đổi mạng nó cũng rất là thành công thôi. 1-6 rồi. Fnatic như đã đề cập, cái lượng tiền họ vẫn là ổn để full buy trong round thế này với 100% lượng trang bị. Còn đối với cả các thành viên bên phía Team Big thì cái thứ họ cần bây giờ sẽ là những round thi đấu chiến thắng ở bên phía T-Side.
Và cá nhân mình, người mặc dù cũng không dám nhận là có kiện cát lâu năm, nhưng mà sau những cái trận đấu vẫn bắn, thấy không, T-Side thực sự khá là tù. Và bây giờ quyết định là rớt B luôn khi mà Fnatic trong round thiếu này họ lại có một cái dự định, đó là di chuyển khu vực mid, bắt được một người đó là Tapsen rồi đấy, nhưng bom xe B đang hoàn toàn chống trải. Một lửa backside rất cẩn thận được trả ra, vẫn còn rất nhiều đồ để mình trả vào để có thể khiến cho đội của Fnatic gặp khó. Bắt đầu đẩy ra từ Alex rồi, Alex cần phải có cho mình ngoạn tắt cầu kill cho cá nhân Alex. Chỉ có thương chưa có, nhưng Poland này cũng đổi được một trước khi nằm xuống với Tizian. Tình thế về là 1v3. Tizian đã lộ vị trí của mình. Tizian hạ được Mercy. Đội bóng gọi là khá ổn định. Cream Z đã muốn lắc ra thắng. Cream Z là người giành chiến thắng khi mà ngày thì hôm nay thực sự Cream Z đang phong độ rất là cao. Một round thi đấu rớt B đến hai viên B phía Team Big, nhưng mà tôi đang không hiểu rằng là họ dừng lại trên khu lầu B làm gì mà lâu đến như vậy. Và rõ ràng shot đã có người kê rồi. Những người ở trong side thì lại kẹt ở trong khu bom default. Tôi nhớ là làm gì có một ông nào ném quả lửa vào khu bom default đâu nhỉ? Chỉ có một quả lửa vào vị trí gần Ben đến từ Meji thôi. Không biết là Vick họ sẽ phải xử lý như thế nào đây. Mặc dù thì công nhận vị trí của Cream Z ở trong round này bắn rất tốt, mà đẩy được mà có một quả lửa ở khu bom default nên các thành viên BV Team Big phải chậm lại. Thảo nào các thành viên BV Team Big mới có thể để thua được trong round thi đấu đó. Ba thành viên của bên phía Team Big thì nếu như tôi nhớ không nhầm, bên với Team Big còn không ném quả smoke để che đi khu window. Bảo sao Alex có thể đi qua được cái vị trí window và lắc ra bắt thăm minh bắn về bên phía cột Kozera, nó dẻo đến như vậy. Cái quả smoke đấy của Alex, không, cái quả smoke đấy Big trả ra nó bị lỗi cơ. Nó hở một cái lỗ rất là to. Thế nên là khi vị trí của anh chàng Alex nhảy qua một cái thôi thì nó đã nhìn thấy một cái khoảng trống cực kỳ lớn rồi. Và khi vào được backside thì mặc đến cái thời điểm đấy Big bắt đầu mới có những cái bước di chuyển để chiếm được khu vực backside cũng như là vào góc vuông. Nó có kịp làm sao được nữa. Đúng rồi. Không kịp được. Một bài rớt B nó hơi lỗi. Rớt B mà rớt vào trong sai rồi. Rớt nửa sai. Rớt nửa sai. Rõ ràng là ngày thi hôm nay thì cả Fnatic như Big có vẻ như là đi học cũng chỉ học một nửa bài. Rớt thì toàn rớt một nửa. Map thi đấu đầu tiên thì Fnatic ăn được đúng 5 round rồi, sau đấy thì đã tịt ngủ. Bây giờ quay trở lại với cả trận thi đấu này, Big cho mình một round thi đấu hấp bài. Xử lý ra làm sao bây giờ đây? Một câu chuyện nào là khá khó khi mà thậm chí jungle vẫn có người. Big một lần nữa lại chiến được mid, nhưng cái câu hỏi vẫn là cái câu hỏi muôn thuở, đó là đi đâu về đâu. Quyết định họ sẽ là vào B-shot, ném được vào plant. Một khẩu súng phun nước được lựa chọn đến từ chàng Mercy, có thể vào lên cái trợ nữa. Và liên tiếp là những mạng dành cho Fnatic. Thôi chấm hết tình rồi, đứng ngoài giữa đi đồ đứng giữa hai quả lửa. Đi đồ đứng giữa hai quả lửa. Quá đen rồi Kito. Vâng, có nhiều anh em trên kênh chat bảo là không phá cái bức tường của cửa của window thì quả smoke không vào, nhưng đó là sai nha anh em. Quả smoke ném cố tình hay là hữu ý vào cái khu vực cửa market, ném như nào thì cái cửa sổ thì cũng vỡ, và cái quả smoke đó nó cũng sẽ che vào được cái khu vực window thôi, trừ khi là cái vết quả smoke window ấy lỗi thì nó mới không nở. Chắc chắn là như vậy. Rõ ràng là chúng ta sẽ còn phải khá nhiều về cái cách Big họ bắn về phía T-side. Bây giờ mọi thứ có vẻ đang khởi sắc hơn trong ra thứ này, với Kito bắt được Roland rồi. Nhưng mà lại một lần nữa Alex lại đi đẩy được đến khu vực T-Bay, phát hiện ra là đối phương chống trải đây. Thậm chí Smooja bắt được Tarsen nữa. Cái quả smoke connector như có vẻ nó đã trả ra không được chuẩn xác cho lắm, và thậm chí không có smoke shot được rơi vào cả, và đã bỏ đi một mạng khá là đáng tiếc. Dreamset đã góp được cực kỳ đẹp cho những tình huống đối phương trả shot. Một mạng Dreamset thôi. Tiếp theo Mercy có cho mình mạng Tizian. Khẩu súng phun nước này nó vẫn tạo ra được cái sự áp lực mà Mercy làm được. Smooja đã kê chéo dành cho vị trí của anh chàng Mercy rồi. Còn cá nhân Alex đã đẩy về đến khu vực lầu B. Thấy khu vực này quá trống trải, nghe thấy những tình huống bật zoom scope như này thì chắc chắn đối phương đang ở shot. Và bò như thế này sẽ là free kill của Smooja. 9-1 cho Fnatic. Có phải là 16-1 hay không? Bắn như này dễ là 16-1 lắm thế này. Không phải là 16-1 mà là 15-1. Ừ. Bên phía Team Big vừa rồi tôi có nhìn qua một chút về cái khả năng phần trăm chiến thắng của họ bên phía T-Side trong 3 tháng gần đây nhất. Ở cái map thi đấu này thì họ chỉ vọn vẹn thắng có 37% mà thôi. Bảo sao bắn với Fnatic ở map Mirage này thua đến 9-1. Một lèo, không hề có một cái điểm dừng nào cả. Bắn đi rất dẻo, Smooja có những góc cây ốp đẹp rồi, và Kito là người gặp nguy hiểm. Tất nhiên quả smoke bomb nó trả ra thì rất khó để có thể có cho mình một cái tình huống kín được. Và đây liên tiếp là những cái mạng Fnatic tôi bắt như kiểu là đi chợ vậy. Thôi xin các thành viên bên phía Team Big đừng để nỗi đau này thêm dài nữa. Tôi đang đau lắm rồi này, đau nhiều lắm.
Tỷ số thì gần như sẽ là 11 đến các thành viên bên phía thì Fnatic thôi, không nào khác được. Và bây giờ thì Ghét đi rồi. Kịp làm cho mình một mạng danh dự rồi. Vâng, Ghét vừa rồi còn không chủ động đặt tâm vào vị trí Roland nữa cơ. Roland vừa rồi bắn lỗi skill. Nhưng không sao, Alex đang rất là vào hand rồi. 11. Một cái tỷ số nó quá là cách biệt đi. Một cái tỷ số mà có lẽ tôi cũng như Việt Orb hoặc là rất nhiều những bạn viewer yêu quý ở trên kênh 500 Road FPS không ngờ tới đâu. 11. Vâng, tôi xin nhắc lại, tôi vẫn đang tỉnh táo và đọc đúng tỷ số 11. Có gần 500.000 coin đã đặt và tin tưởng vào Big ở trong cái map đấu này. Có lẽ các bạn chuẩn bị tiền cửa sổ rồi. Thực sự là như vậy, thì mà Big họ đang thể hiện một cái phong độ nó quá là bạc nhược. Ở trong map thiếu thứ hai, táp sẹt một mạng. Một cái con số nó quá đủ để có thể diễn tả được những cái thứ đang diễn ra. Và bây giờ chiếm được mid, lên được connector rồi. Những bom xe A đang là 3 người, thậm chí còn team set đấy. Team set hạ cũng được Kito. Mạng đã được có và bây giờ xuống ra thôi. Roland đổi mạng ngay lập tức, chiếm được khu vực lâu A như này thì vẫn còn cơ hội dành cho Fnatic để có thể đem về một cơ hội retake. Liên tiếp là trả những quả đồ ra, tạm thời hiệu quả nó chưa có. Đây rồi, cuối cùng Big họ cũng đã đặt được một cái quả C4. Sison ở đây bắt được MG, tình thế đưa về là 3v2. Vị trí của Sison double kill khi mà cái khẩu ốp nó lại có một cái nhiệm vụ là đi làm bài tơ, mà nó khá thành công với chiến thuật mà Big đã đưa ra. 20 dành cho các viên bên phía team Big. 20 dành cho bên phía team Big. Cơ hội comeback ở trong lượt first half là có với tỷ số là 5-10 nếu như bên phía team Big chắt chiu những round thế cuối cùng của lượt first half thôi. 3 round thì nữa, nếu như bắn quá tù ở bên phía team thì tôi nghĩ rằng 5 là đủ dành cho bên phía team Big. 37%, liệu rằng họ có dừng lại ở con số 3-12 ở cái lượt first half này hay không? Ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến một tỷ số là 16-1. Đó là tỷ số của Liquid và Astralis. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhìn thấy tỷ số đó nữa. Và chắc chắn chúng ta không nhìn thấy rồi khi tỷ số đang là 20 dành cho bên Vietimix. Hút ra bắt những Sison thành công. Họ thấy rằng là Tick họ đang có một cái lối chơi nó rất là nhanh. Nó thực sự là điên rồ. Nó có hiệu quả ở trong round trước. Còn trong round thiếu này thì ngay ở tình huống tiên họ đã mất rất nhiều người rồi. Vừa rồi thì Tapsen đổi được lại một mạng, tuy nhiên rằng vẫn là một cái tình thế 2v4. Quả smoke tan đi, Tizian đang gặp khó và Tizian nằm xuống ngay chỗ xuống quá lên. Tiếp theo Tapsen đổi được thêm một mạng nữa. Những 3v4 không được cũng què, nhưng Tapsen hạ Roland. Mặc dù Roland có một tình huống kê trước, liệu bắt được Merzi hay không đây? Merzi chủ động trốn luôn. Và Tapsen sẽ đặt cái quả C4 này xuống. Và khả năng sẽ là thành công. Và Fnatic sẽ đi tech 2v1 như thế nào đây khi mà Kit có lẽ là sẽ có ở trong cuộc bom sai. Chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ Tap sẽ liệu rằng có xử lý theo kiểu một vòng trái đất hay không đây. Đúng là một vòng trái đất rồi, nhưng xin nhắc lại đây là khu vực đặt bom thùng chữ A nha, chứ không phải là khu thùng 3. Nếu như đi một vòng trái đất thì nó sẽ phải cần nhiều diện tích ở khu vực middle cũng như là nối hơn có thể nhìn được quả bom này. Nào bây giờ thì Tapsen ơi, quắc lại đi nào, đối phương đang ở rất gần. Đây rồi, bắt thăm mình của Tapsen, nhưng mà tình huống ăn tap đầu tiên là dính đấy. Nhưng tình huống ăn tap thứ hai thì không thể hạ gục được Meiji. Và với việc là Meiji đã xác định ra được Tapsen ở đâu thì đó là một tình huống ngăn cản pha A để từ Meiji rất là nhanh. Và nếu như vừa rồi Tapsen bình tĩnh hơn một chút, Tapsen di chuyển xuống vị trí núi và lấy thêm phạm vi không gian cho mình thì anh nghĩ rằng sẽ là một tình huống clutch được đấy. Đây, thực ra là với việc mà anh ý đã di chuyển lên khu vực đó là top mid xong rồi chạy vào short cơ thì nếu nhảy xuống chắc chắn là cạch. Và cơ bản là nếu như mà đặt của bóng thùng 3 thì thùng đi 3 một vòng sẽ đẹp đất hơn. Như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà với việc mà như đã đề cập rồi, cái tình huống đó biết người ở short không thể nào mà dám tự tin đặt bom thùng 3 được, thì cũng phải đặt bom ở cái thùng đó là thứ A thôi. Là những cái sự cố gắng đến từ cá nhân Tapsen. Bây giờ thì quay trở lại 11-2 rồi. Big round thì lúc này một cái key round của họ nữa lại đến. Mà nếu như để thua thì không khác gì nó sẽ là 13-2 dành cho bên phía Fnatic. Một trận đấu như cứ cảm giác là speed run vậy. Chính xác. Một trận đấu bắt đầu từ lúc 20:40. Bây giờ là 21:09, mới có hai mấy phút thôi mà tỷ số đã là 11-2 rồi. Tizian thì đang kê một cái góc mà được kê trước đến từ Tizian, và chưa kể cái góc này cũng sẽ ném được một lượt đồ đến từ Tizian nha. Nhưng bây giờ thì Tizian sẽ phải đối đầu một góc kê trước khẩu AUG bắn tầm gần, nó sẽ là rất đau. Rất nhiều smoke dành cho Tizian để có thể làm một bài setup vào khu bom xe fake. Tuy nhiên rằng một bài setup chuẩn chỉ thì ba quả smoke sẽ ném cùng nhau đúng không? Còn nếu biết mà ném bom dần dần này thì sẽ có những cái khoảng thời gian. Nhưng mà tích liệu có biết hay không đây, khi mà vị trí của Roland cũng đã bị hạ gục với Tizian.
những cái cơ sở để khiến cho Fnatic tin vào đối phương đánh vào bom xe A, và có vẻ như Big họ cũng đang muốn đánh vào bom xe A thật. Nhưng mà những quả smoke bắt đầu rồi ra và sẽ cần phải bắn CT một cách rất cẩn thận. Spuja đây là điều đó, Kito hạ cũng ngay Spuja. Thì đó là một tình huống được nhìn thấy trước. Ui, line up tảng hàng mà Alex có cho mình một cái triple kill. Tất cả những cái sự cố gắng mà Spuja Tizia làm được thì nó tan thành mây khói. Và Fnatic họ đang là đội tuyển nắm cái thế cửa trên. Bom rơi một vị trí hơi khó và Alex có quad kill rồi. Liệu rằng tiếng oai hay không đây? Và Alex có một tiếng oai 12 dành cho bên phía của team Fnatic. Nỗi đau này có lẽ sẽ chấm dứt ở đây thôi. Nhưng bây giờ câu hỏi của chúng ta sẽ là 13-2 hay là 12-3? Quá khó là con viên bên phía team Big rồi. Thực sự một lượt thi đấu first half cực kỳ bạc nhược của Big. Inferno họ bắn hay bao nhiêu thì sang bên phía Mami Red thì họ lại bắn dở bấy nhiêu. Mà tính ra thấy rằng có những round thi đấu đúng là Big họ chiếm top side đấy, nhưng mà họ lại không biết phải làm gì cả. Khi mà có những cái cơ sở, có những cái yếu tố nó khiến cho không thể nào có được lợi thế. Tốt rất đau đến từ Gate mất cho mình 60 HP rồi. Cũng may rằng là cái timing vừa rồi của Fnatic họ không có ai có thể đục được vào cái cuộc bảng gỗ đó. Rồi nhảy lên và Smuja phát hiện một người trong top mid chủ động phải lùi về khi mà cũng không có ai phụ trợ thêm dành cho Smuja cả. Bây giờ Alex cũng đã phát hiện ra một người của Underpass. Còn đó là một quả flash thôi chứ không phải là quả smoke để có thể bắn hỗ trợ cho người của Bison. Nhưng dẫu sao thì Fnatic họ vẫn đã khá ổn với đội hình của mình, với việc Smuja có thể di chuyển một cách tự do và độc lập ở trên map thiếu Mirage này. Bây giờ thì chiếm mid chậm được rồi đến các thành viên bên phía team Big. Và bây giờ Big sẽ đi đâu đây với một nade, một flash và một lửa. Lại rẽ vào khu bom Saya rồi. Nhưng cái tham minh đẩy ra của Alex ở đối là quá hay. Và smooth ra của bắn tình huống xuyên đôi nữa cơ. Ôi xong rồi, bắn vừa hay là bắn vừa hay đến từ Fnatic ở bên phía CT. Và chúng ta có một cái tỷ số 13-2. Cực kỳ bất ngờ khi mà trận thi đấu chúng ta mới trôi qua đâu đó hơn 25 phút thì có vẻ như tất cả thứ đó đã an bài. Và chúng ta sẽ còn nghỉ ngơi trong ít phút nữa để có thể trước khi đến với một màn comeback có lẽ rằng là ngoạn mục cần biệt về phía Tipic ở trên map của chúng họ. Winning DreamHack Open and the Republic Devil tournament we won, I think it's, I feel like it's where we should be with the players that we have. Like, no offense to the teams that were in that tournament, but I think ICS is better than them. We've better individuals as a team, so I think it worked fast for us. But I do think we already had like a good tactical understanding with Jack before. And then we just added Smuja, who has a bit more firepower and a bit more confidence in himself. So I think we are where we should be. But also, I think we may have not won that event and it would have been all right as well because, you know, we just added Smuja a few weeks before that. But I think in terms of expectations, of course, this is a long-term project for Fnatic and the idea is to be able to be a championship-level team again. So, I mean, we're slowly getting back to where we want to be and we'll see how this one goes. Yeah.
chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả lượt thi đấu second half thôi. Fnatic tâm lý của họ đang vô cùng thoải mái sau khi có được một cái lợi thế dẫn trước là vô cùng lớn ở lượt thi đấu first half với cách biệt khoảng 11 round. Và bây giờ thì đến với cả pistol round. Và nếu như Fnatic họ ăn được cái pistol round này đồng nghĩa việc sẽ là chiến thắng luôn ở map thi đấu thứ hai. Khi mà cơ hội của Big ở bên phía C-side của họ cũng không phải là quá nhiều đâu. Bây giờ chúng ta cùng xem là hơn 70% chiến thắng của bên phía team Big, 70% cơ chiến thắng của team Big ở map thiếu mid này là City thì họ bắn City nhà. Bên đây là một tiếng fake khúc bom sang B rồi. Fake khúc bom sang B để cho bên phía team Fnatic đi lên khúc bom sang A. Nhưng ở đây thì Gate đã phát hiện ra được vị trí của Brolin rồi. Cream Gate thể ở trong ngồi lộ tiếng Tam Sen đổi 1, Tam Sen đổi 2. Liệu rằng có làm 3 hay không đây? Gate bắt được Alex và chỉ có đó là một mình Mezi thôi. Bây giờ được Mezi sẽ làm gì trong một tiếng 1v5 đây? 70% cơ giành chiến thắng Big ở map thiếu này là bên phía City Side, có vẻ như nó là đúng ở trong round pit zone này rồi. Gì buộc phải bắt người trong khu vực phát hiện ra một người của City như Tap Sen cũng đã tận dụng cái khoản thăm mình đủ tốt để có thể hạ được Mercy. Một round thì nó pistol cũng hoàn hảo không kém Fnatic ở trong được thì nó first half. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng khả năng giành chiến thắng của bên phía team Big này. Tôi sẽ bật lại số liệu để xem này. 62,94% cơ hội giành chiến thắng. Đó là số cơ hội giành chiến thắng của bên phía team Big ở bên phía City. Bây giờ tôi xin ra một kèo như thế này. Ngày mai thì khả năng cao tôi vẫn tiếp tục cắt vào một set go. Nên là tôi xin được ra kèo là nếu như Big comeback ở bên phía City Side thì tôi sẽ mời về đường ngày mai ăn tối. À được, ok, ăn tối. Ăn gì được không anh? Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được, ok. Ăn cơm gì cũng được trong tầm giá 30.000. Cơm gì cũng được tầm giá 30.000 thì chỉ có cơm bình dân thôi. Ông này đúng là nói, đúng là ra kèo thực sự là rất kinh tế đến từ caster PUBG. Tất cả trận đấu này thì những cái mạng nó đều thuộc về các phía bên phía Team Big cả. Giờ tình thế là 5v2, Alex cũng đã ra đi rồi. Đúng là 5v2 thật. Quá khó dành cho những cái sự cố gắng của Fnatic ở trong cái round thi đấu này. Và cũng ở round thi đấu sau nữa, Big họ lên được 4 và hoàn toàn có thể lên được 5. Green Z đây ăn một viên đạn khá là khó chịu nhưng mà Green Z đã lấy mạng của Sison. Câu yếu xuống hơn không là vẫn là làm được. Nhưng Green Z cũng đã ra đi, Smooth chỉ ra sao đây, quá khó. Và Tap Sen có vẻ như là đang vào hand. Có cho mình 13 mạng, cũng là cái đầu tàu của các phiên team Big ở trong map thiếu Mirage này. Anh em bảo tôi kinh tế cũng hợp lý thôi. Thằng Việt Ộp này nó còn trẻ, chiều quá nó sinh hư thì biết như thế nào. Chiều cũng phải có mức độ trong tầm kiểm soát. Về tôi đã ra kèo như thế rồi, gần như là một bữa cơm free. Như thế tôi nghĩ rằng là hợp lý thôi, tôi nghĩ rằng hợp lý. Sao làm gì mà có cưới mà sinh con cưới chăng con thì cũng giỏi đấy, cũng thuộc dạng gọi là chăm chỉ luôn đấy. Và bây giờ quay trở lại trận thi đấu này, có phải vớt và bom xuống Saya rất là nhanh chóng. Hạ được tin ra rồi, bị đinh đến từ trái cho Tap Sen, chủ động muốn lao ra để ăn tiếp. Nhưng rằng Tap Sen có cho mình có triple kill bom rồi, bom rồi vị trí mà Scoop nhà có nhảy cao như là một vận động viên bóng rổ thì may ra cũng không thể nào nhặt được. Bây giờ chúng ta đến với cả một round được full buy của các đội bên phía team Fnatic. Họ sẽ cần cố gắng end sớm để tránh đêm dài lắm mộng, cũng như là tránh cho anh PUBG mất 30.000. Thực ra thì 30.000 đối với PUBG có lẽ không phải là quá nhiều, nhưng dẫu sao cũng là một cái món quà tình cảm và tôi cũng rất là đón nhận. Và hy vọng Big cũng có thể đem về một bữa tối ngon lành vào ngày mai. Và hãy cùng xem là liệu Big có thể giúp tôi trong công cuộc đó hay không. Đối với cả Fnatic thì họ đã có cho mình tín hiệu tốt khi mà vị trí Smooth hạ ông thành công Sison, biết một người đẩy thêm phục lấu B nữa, chủ động phải trả ra một quả sờ bốc rồi. Bốn lúc nữa nhưng chưa thể thành công. Tap Sen đấy có một thằng mình đẩy là rất khó chịu. Smooth đã phát hiện ra nhưng Smooth đã là người nằm xuống chứ không phải thì Tap Sen. Hai quả flash ném ra mid để cho Tap Sen đi về. Brolin nằm xuống rồi, Tap Sen yếu máu và Tap Sen ơi đừng làm đấu nhau ở mid đồ nữa. Lợi thế hơn người là rất nhiều dành cho các thành viên bên phía team Big. Fnatic ở bên phía T-side thì họ lại đang thường xuyên fake vào khu bom side B để di chuyển ngược ra khu mid đồ nhà. Nhưng có lẽ là lần này mọi tính toán của các thành viên bên phía team Fnatic đã nằm trong đầu của Tap Sen rồi. Và bây giờ lợi thế hơn người cũng là lợi thế về mặt đội hình, nó đang thuộc với các viên bên phía team Big. Còn đó cho mình là hai quả nết nữa. Và Fnatic ở trong round thiếu này họ đang có những cái dữ liệu muốn là tràn vào một người bằng Ladder Room hay là B-Shot này. Câu chuyện đó là B-Shot, đó là anh chàng Alex. Tạm thời thì cũng gây áp lực được bom xe B để hai người đồng đội có thể vào được khu bom xe A. Nhưng Tizian đã có một góc đứng là rất đẹp theo tham mình.
Và nếu đối phương đặt C4 thôi, Tijan hoàn toàn thể lắc ra để hạ được Mercy. Thêm quả flash nữa nhồi vào, Mercy muốn bắt người của mình. Mercy đã thất bại trong cái việc đó. Còn đó là Tijan như đã đề cập và có lẽ sẽ là chiến thắng theo Big mà thôi. Bắt đầu lắc ra rồi, Kim sao đặt quả C4. Và Alex 1v4 quá khó bắt được vị trí của Tap Sen, nhưng thời gian chỉ còn lại khoảng tầm 15 giây thôi. Những cái nỗ lực của Alex có lẽ nó cũng sẽ dừng lại câu chuyện đó là một mạng. Big ơi, bây giờ đi nhặt AK đi. Chắc chắn người đặt bom vừa rồi đã rơi ra một khẩu AK và Tijan đã nhặt nó luôn rồi. Một khẩu AK nếu như tính ra Việt Nam đồng thì là 64 triệu. Chắc chắn là nhanh đến từ vị trí Tijan. Và bây giờ thì Alex đổi khẩu AK mình nhặt lấy khẩu ọp rồi. Liệu rằng có một chiến thuật làm vương làm tướng của Smooth hay không đây? Có lẽ sẽ phải là như vậy thôi. Khi mà tiếp theo thì đội hình của Fnatic sẽ có một đao thì nó phải áp bài. Rõ ràng mọi thứ nó vẫn đang ủng hộ bên phía Fnatic. Tuy nhiên rằng là mình cũng không còn quá lạ lẫm với cả những cái trận thi đấu nó comeback rồi. Đã từng có trường hợp Liquid đã comeback một mạch 11 round thi đấu liên tiếp. Có gì đâu chiến thắng. Có gì đâu, anh cắt Major Spirit thắng 13-2 first half. Nhưng sang bên phía tía T-Side không ăn được một round nào, đối phương thắng ngược 16-13 mà. Từ từ, hình như đấy là... Em nào nói luôn nhá, nếu mà nói Spirit, overpass đúng không? Không, Mirage. Mirage à? Map thi đấu này này. Map thôi, Mirage à? Spirit đối với em một cái đội hình mà tính đến hiện tại thì cũng đã là disband rồi. Thì chỉ nhớ đúng là mấy ông Spirit bắn overpass, bắn bên phía T-Side thì... chỉ lao vào B thôi, mà cũng chỉ lao vào B thôi, ông lao khi nào mà nổ cũng là B một kỷ niệm khác này. Cũng là một kỷ niệm khác của Team Spirit này. Bắn Infernal thắng 11-4 sang bên phía T-Side để thua 16-14. Nói chung là mấy ông Spirit bắn thì chịu thôi. Và bây giờ quay trở lại với cả trận thi đấu giữa Fnatic đối với Big. Như đã đề cập một ra thì ông tưởng áp bài nhưng quyết định là phóc bài luôn lên Fnatic rồi. Họ muốn đánh vào bom xe nhanh. Một góc đứng là đẹp cho Tijan nhưng mà Tap Sen cần phải có mạo thứ này. Một mạng cho Tap Sen trả ra một quả lửa khiến cho đội của Fnatic gặp khó. Và thêm một quả lửa nữa khiến cho Tijan phải đi về. Thì Tap Sen vẫn đang quẩy tốt ở khu tục 3. Quả lửa này may quá nó lại chưa được ra được để đốt chết được. Tijan vẫn hạ được Cream. Thêm đó là một quả nết được rồi vào. Đáng tiếc là không hề có mạng Alex. Nhưng dẫu sao Mercy và Tijan thì lợi thế nó vẫn đang ở bên phía Team Big. Và bây giờ thì một quả tốt hoàn quay Kito phát hiện ra được mẹ gì rồi. Smutya và Alex đang ở đâu? Vâng, đang đổi vị trí, bom rời cũng te chít rồi. Đổi nữa, đổi mãi, đổi đi đâu đây Alex và Smutya ơi. Một tình huống kẹp trong cục bom Zaya, cụ thể là khu thục đi phâu khá khó chịu đấy từ bộ đội của bên phía Team Big. 4v2. Những gì mà họ cố gắng làm ở khu bom Zaya nó đã đổ sông đổ bể, thậm chí quả C4 như đã đề cập thì nó ra rơi trước cửa Aram. Mà Big ở trong round thi đấu này thì họ chỉ việc gài người lại kê quả C4 thôi thì gần như đã là chắc ăn rồi. Những player còn lại sẽ cố gắng chặn được những cái đường mà có thể vào được khu vực bom Sai A. Một cái setup đội hình nó quá là tuyệt vời khi mà Big vẫn còn 4 thành viên. Còn đối với cả Fnatic thì Smuja như là Alex cũng đều đưa ra một quyết định đó thì bắt súng. Chứ có lẽ cố đấm ăn xôi trong round thi đấu này thì cái kết quả, cái trái đắng nó sẽ đến rất sớm thôi. Thậm chí cái khẩu ốp của Smuja mà rơi vào tay của Tijan chẳng hạn thì sẽ là một setup 2 ốp, mà 2 ốp ở Matthew Mirage thì các bạn đã hiểu được cái tính hiệu quả nó là cao đến như nào rồi. Smutya bây giờ đang cầu mong là 12 giây này trôi đi nhanh hơn để có thể bắn round thi đấu tiếp theo. Nhưng mà round thi đấu tiếp theo để xem nào, các thành viên bên phía Team Fnatic đã để thua thông mấy round rồi đây. Fnatic đã để thua đến thông đến 5 round thi đấu rồi. Round đấu sau với lượng bonus tiền cộng vào đến các thành viên bên phía Team Fnatic thì họ cũng chỉ đủ half buy mà thôi khi mà Smutya và Alex không được cộng tiền. Mà thường với việc mà có người không được cộng tiền như này thì em thấy đa số những cái đội hình kiểu như kiểu Gambit các thứ thì họ sẽ quyết định là chơi luôn. Nhưng mà Fnatic họ lại không muốn chơi ở trong round này. Vậy chơi round half buy rồi, half buy rồi. Half buy. Round trước thì thường sẽ half buy nhưng mà Fnatic lại fork buy vào này là half buy. Xem nào, liệu có phải lựa chọn đúng đắn hay không đây khi mà lượng bom mìn đang là khá ít ỏi. Dừng lại với việc đó là 3 quả smoke cũng như là 2 quả lan. Alex đang là người được cử đi để bò trên khu connector. Và đối mặt với ta là Tap Sen. Tháp minh của Tap Sen tạm thời đang hơi sai lệch một chút. Tuy nhiên rằng vị trí Alex cũng không thể đánh được. Nhưng đến lúc này nó có cho mình đó là một mạng. Tijan đem với double kill, quả C4 nó rơi vực lầu A. Alex lại bắt được thêm đó là anh chàng mang tên Gate nữa. 3v3 nhưng C4 đã rơi. Kito vẫn đang kiểm soát được khúc mid đồ. Tuy nhiên đối phương đang chọn mình góc đứng là khá có chuyện. Kito đã lộ ra, cần phải check up thật. Và đó là một góc rất rộng và Kito không thể nào bắt được ai cả. Lợi thế người là có, nhưng mà về mặt thông tin cũng như về vị trí thì Big lại là người hơn.
Rõ ràng vừa rồi Kito đã nghe thấy rất nhiều tiếng bật ọc của Smutia, nhưng mà Kito không thể nào bắt Tham Minh để hạ đi được vị trí Smutia cả. Nhưng không sao, vẫn còn Sison ở đây. Ôi, nhưng Sison bị bắn gục đi, bro lần rồi. Một tình huống bắn đi rất đánh đá. Tizian cũng đã lộ vị trí từ trước đó trên khung lầu A rồi. Fnatic đang chạy như ba chân bốn cẳng về khung bóng này về thôi. Và hai khẩu súng to duy nhất của Fnatic xếp được round hiệu trước đã lên tiếng ở round thi đấu này. 14 ngay cho bên VOT Fnatic. Chết ăn rồi. Được key round rồi. Nhưng các thành viên bên phía Team Big vẫn có thể làm lại được. Họ vẫn có cửa để có thể comeback. Và chúng ta hãy nhìn đi, cái lượng tiền họ vẫn là khá dồi dào. Nhưng đây đã là một key round của họ rồi, cần phải cẩn thận như là chắt chiu. Và hãy cùng xem liệu Fnatic có thể ăn được key round của đối phương hay không đây. Nếu ăn được key round này thì đồng nghĩa việc nó sẽ là một tỷ số đồng với cả match đầu tiên, đó là 16-7. Nhưng mà vị trí của Sison bắt được reset, Hà Minh xài bút nhau lên và Kito đã là người phải ra đi. Biết còn một key shot nữa và Bolon chủ động lùi vào cùng connector luôn. Nên với tình huống dẫm lửa vừa rồi chắc chắn là vị trí Tap Sen đã phát hiện ra điều này. Hơi khó dành cho bên phía team Fnatic rồi. Không phải là Fnatic mà là Big, khi mà họ đang có cái setup 2 op ở thời điểm đầu. Bây giờ một op rơi rồi, Sison đang lùi về bắn cặp ở trong khu bom site A. Cùng với đó là vị trí của anh chàng Tizian. Nào bây giờ Tizian đang chọn góc đấu thông minh ở khoảng gần 1 phút. Đối phương thì không có lửa rồi, sẽ không thể nào check được cái vị trí sandwich này. Khả năng cao đã nghe thấy tiếng nhảy của Mezi, bắt đầu ném bom lên bom xoay A đến các thành viên bên phía Fnatic. Đây là một tiếng đánh vào A. Tizian bây giờ mà đổi hai với vị trí săn quick này thì nó sẽ là trên cả tuyệt vời. Nào bây giờ Tizian ơi, đối phương đang cắt Tham Minh đến đỉ lên rồi. Và bây giờ thì Tizian có một bạn double kill đến từ vị trí Tizian. Chắc chắn nghe thấy một người nữa ném quả smoke. Và bây giờ Tizian chỉ cần đang nhấp nhá để đợi cho những người đồng đội của mình có thể cover về mà thôi. Brolin fighter hơi xa và bây giờ Tizian có triple kill. Brolin trèo cao ngã đau rồi. Và các thành viên bên phía Team Big đã sửa sai ngay ở round thứ 22. Chiến thắng đã thuộc với các thành viên phía Team Big ở trong round thi đấu này. Còn đối với Fnatic thì có lẽ cái cơ hội để có thể ăn được phát thiếu thứ hai nó sẽ phải để dành cho những round thi đấu sau thôi. 14-8, khoảng cách thụt xuống còn là 6 round. Nhưng vẫn có thể làm được tới các thành viên bên phía Team Big. Không được cộng tiền đến từ Brolin rồi, nhưng mà lượng tiền trên người còn lại của các thành viên bên phía Team Fnatic vẫn đủ để bài nha. Liệu rằng trong cái khó thì nó có ló ra cái khăn dành cho các thành viên bên phía Team Fnatic hay không đây. Họ vẫn có thể bài được luôn. Tizian có một tình huống thủ ở khu vực sandwich này cực kỳ dẻo. Một cái góc nó hở ra và giúp cho Tizian có lợi thế về cái khả năng bắn trước. Bài luôn đến Fnatic rồi. Nào bây giờ thì trong cái khó đang đi tìm cái khăn đến từ Fnatic. Và liệu rằng có tìm ra cái khăn hay không đây. Kito bi hốp lên cục shot dẻo quá. Lần này Sison đang vác off ra bằng cục pin rồi. Kito ở cục pin shot ra không đi pro lần thành công. Cơ hội đã mở ra cho các phía Team Big. Một quả đồ bắt đầu rồi vào khu vực sniper net đến từ Fnatic. Và quyết định họ đang muốn đánh vào B. Những quả net vừa rồi khiến cho Green mất khá nhiều máu. Vẫn còn đó là Gate ở khu vực gà, hai quả lửa nhồi ra để có thể đẩy Gate về. Tuy rằng Fnatic họ vẫn không vào được khu vực bom xe B khi mà họ biết là có một shot cũng như là một người bắn trong sai, mà quyết định sẽ là lùi xuống underpass để có thể tìm hướng ra một cái địa điểm mới. Alex cũng đã vào đến khu vực jungle rồi, và Sison hình như là không biết đến điều này và hoàn toàn có thể sẽ là một tình huống Sison phải nằm xuống. Ôi rồi ôi, lên như này sẽ là chết rồi. Nhà quê không chịu được đến từ vị trí Sison. Tôi xong rồi, Sison sai và Tizian cũng không sửa được. Một key round nữa sẽ lại nằm trong túi của thành viên bên phía Fnatic chẳng. Tôi đang nhìn thấy không còn lượng bom mìn nào để retake đến từ bên phía Team Big rồi. Và có lẽ các thành viên bên phía Team Fnatic sẽ chạm đến những pass point thôi. Trời ơi, trời ơi. Anh chàng bắt đòm Sison có một cái tình huống sai rất là tai hại. Phải xếp ba khẩu súng này để có thể gìn giữ nó cho một cái công cuộc đi comeback. Nhưng mà liệu có làm được hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ít nhất thì vẫn có ốp dành cho Sison ở round thi đấu sau. Nhưng đó là một tình huống mà không một cái thông tin nào Big họ có được ở khục middle cả. Thậm chí Alex ở trong cái pha nhảy vào jungle vừa rồi cũng đã có những tình huống lộ tiếng. Chắc chắn là lộ tiếng rồi, nhưng không hiểu sao là Sison không nghe thấy một cái tiếng to và rõ ràng.
Và bây giờ Cream Z kết thúc đi được người cầm M4 đang dưới khúc underpass. Rất may mắn dành cho bên phía Team Big. Và trong cái khó thì đã ló cái khăn của các thành viên bên phía Team Fnatic rồi. 7 cái match point dành cho các thành viên bên phía của Fnatic. Liệu họ có muốn end luôn hay không đây? Hoàn toàn có thể làm được. Những cái gì họ làm bên phía CD side nó đã phụ trợ quá nhiều. Để sang bên phía second half này, Fnatic chỉ việc lên cho mình thêm 3 round nữa thôi là ăn chiến thắng. Họ đã có 2 rồi. Rất bê luôn ở trong round thiếu này nhưng đã có lửa trả vào. Sẽ là dập cũng như là bóp flash vào cùng nhau mà thôi. Bắt 10 chạm vào và Ghét đang gặp nguy hiểm nhưng mà Kito bắn backup thành công, bắt một kill cho Kito. Ghét vẫn chưa lộ vị trí của mình, liên tiếp những quả flash được nhồi vào và Ghét chọn mình góc đứng nó quá là khôn khéo thì dễ dàng có cho mình đó là một mạng. Vị trí của Kito chưa có bắt được smooth ra và tiếp theo thì Sizen bắt được Alex và cứu được về cho mình thêm một match point nữa dành cho các viên bên phía Team Binh. Một round thì đều rất bê nhưng mà vừa rồi thì mặc dù vị trí của Ghét đã lộ vị trí nhưng Kito người bắn cặp ở khu vực B-Shot đã nghe thấy rất nhiều tiếng chạy và có một pha cover cho người đội của mình gọi là chuẩn chỉ không kém. Ba mạng dành cho Kito đã cứu Ghét một bàn thua trông thấy ở khu bom xe B. Một tình huống rất bê, rất tự tin và Fnatic lại vào một cái thế yếu tiền rồi. Nhưng có một cái điểm tựa đánh Fnatic ở trong những round thi đấu sau, round thi đấu này thì đó là họ đã có những cái match point rồi. Những tiếng đục đẽo Kito nó cũng chỉ gây ra một lượng đam nhỏ nhỏ. Smuja có tình huống vẩy theo cảm giác không thể nào trúng được bất kỳ viên đạn nào. Bây giờ táp sen hạ gục được đó là Alex. Tiếp theo thì Tizian bắt được Smuja. Lợi thế hơn người là có Zero Big khi nó đã củng cố thêm mà táp sen bắt được thêm vô lần nữa. Reset đấy cũng đã nằm xuống bởi họng súng của Kito. Một mình Mercy xử lý ra sao đây? Bắn yếu được Sison chỉ còn lại 1 HP đấy. Nhưng cũng không mang lại ý nghĩa quá nhiều. Nhưng mà quả C4 hình như là vị trí của Big cũng đã nhìn thấy rồi. Và Mercy với việc lộ ra vị trí từ trước thì đồng nghĩa việc Big họ sẽ tạo ra một cái thế đó là bánh mì kẹp thịt. Mercy rất khó để có thể xếp súng chứ đừng có nói là đem về cho mình một round thi đấu chiến thắng cũng như một tình huống clutch 1v5. 1v5 rất khó, phạm vi đã bị khoanh vùng rồi. Và bây giờ thì Mercy sẽ nằm xuống ở cái tên nào đây? Họ đang có một tình huống xếp hình ở bom xe B. Không phải bom xe B mà nó cùng T-spawn. Ghét bắt được Mezi và đó là 5 match point phải cứu đến từ các thành viên bên phía Team Big. Cơ hội comeback đến từ bên phía Team Big đã mở ra nhưng chính bên phía Team Big đóng lại. Và bây giờ thì là cơ hội thứ hai, liệu rằng Big có tận dụng hay không? 13-2 rồi mà Under thì vẫn cắt như này thì thực sự nó là một điều khá đáng buồn dành cho những cái đồng coi. Đó là khoảng gần 60.000 đồng coi đã tin vào con số Under. Thực sự là chia buồn với các bạn. Bởi dẫu sao đây là một round thi đấu mà Fnatic quyết định của họ khả năng cao sẽ là hấp bài. Nhưng lại biết đâu đấy cái trường hợp nó xảy ra đó là Fnatic gọi là ăn được ở trong round thi đấu này thì sao. Mọi thứ nó vẫn chưa thể ngã ngũ khi con số 11 vẫn chưa được đưa ra dành cho các viên bên phía của team Big. Round thi đấu định mệnh của rất nhiều người. Thế giới chia làm hai nửa, đó là over cũng như là under. Và hãy cùng xem ông trời sẽ phù hộ cho cái con số, cho cái chữ nào đây. Sẽ đáp bài cùng bom xe A rồi đến từ đội hình Fnatic. Bài đánh cơ bản và đơn giản, có lẽ rằng rất nhiều người biết. Và có thêm cả sự xuất hiện của ba người trên lầu nữa. Tuy nhiên rằng đã đẩy đến Ram đến từ đội của Big rồi. Set up hai người ở Ram, sớm bốc Ram luôn. Và Tizian có góc đứng ra rất đẹp. Quả phát trả ra là khá trắng. Vị trí Tizian chỉ với một mà thôi. Táp sen làm đôi, táp sen có cho mình cái mạng thứ ba không? Đây câu trả lời là không. Tuy nhiên là đã nhặt về cho mình một tổ 4-4-1S và hoàn toàn thể tạo ra sự đột biến khi mà Cream Z vừa rồi đổi mạng thành công. 3v2, cơ hội nó vẫn là còn nhưng mà nó khá là mong manh. Cream Z bây giờ chơi game ít hơn, mới có 20 frag thôi nhưng Fnatic đang có đến đó là 5 match point. Nhưng Ghét đã đẩy về đến khu T-Bay rồi, một tiếng đẩy rất đẹp đến từ vị trí của Ghét. Và bây giờ thì Alex cũng như là Cream Z sau những tình huống fake sao về khu T-Spawn đang muốn về ngược lại khúc Rama. Nhưng mà Kito thì vẫn đang giữ khu bom xe A từ khu City rất chắc. Vào A bây giờ có khả năng là được bom. Tuy nhiên rằng về B thì nó sẽ là con số 0 rồi. Sison thậm chí còn kế chéo ở khu B-Shot nhảy khi mà chắc chắn biết là đối phương không thể nào ra được mid. Một cái lựa chọn rất là thông minh, nhặt về cho mình khẩu AK từ cá nhân Alex. Cần phải check lại khu jungle cái khá cẩn thận. Tuy nhiên đối phương ở City, Kito đang căn tham binh để có thể ném quả flash dọa đối phương. Và Sison vẫn còn đó là góc cây đẹp như đã đề cập. Thời gian còn không
quá nhiều dành cho những cái nỗ lực của Fnatic nữa. Họ cần phải đặt quả C4 thành công và lựa chọn của Grim đang là một quả bom đặt kín. Chỉ nghe tiếng tít thôi thì sẽ là ném flash. Tuy nhiên rằng sai sự nào Gen và ngay lập tức Kito bắt được Alex với một quả flash rất đẹp. Một quả flash tự làm tự ăn đến từ Kito, mà vừa rồi thì Fnatic còn không muốn đặt bom kín cơ. Đó là một quả bom hở dành cho Fnatic. Và cuối cùng thì không khác gì là mời Saison sơi cả. 11-15 dành cho bên phía Teambix rồi. Nào bây giờ thì sẽ là một round thi đấu thử thách cái ý chí comeback của bên phía Teambix đây. Khi mà đây là một round thi đấu Fnatic đã full buy đầy đủ rồi. Fnatic còn đó là 4 mass point. Và bây giờ thì sẽ cùng xem họ giữ hay là họ nhả cái mass point này đây. Chiến thuật beat đến từ đội của Fnatic, tuy nhiên rằng họ cũng đang vào được những cái thế để có thể dọa dỗ đối phương ở trong những cục bom sai, kẹp đến tận hai người trên lầu, đó là lựa chọn của Fnatic. Và ở trong round thế này thì Big họ vẫn đang hold được cục beat đồ với sự xuất hiện của Tapsen cũng như là anh chàng Tizian. Và hãy cùng xem rằng là Fnatic những bước tiến của họ sẽ là đi ra đâu đây, khi mà smoke vẫn còn là rất nhiều, có đó cho mình là ba quả lửa và rất nhiều flash nữa cơ. Cường 3 mid đến từ các thành viên bên phía team Big rồi. Và bây giờ thì là một tình huống đang đi mid default đến từ Brolin. Nhưng với một tình huống đi mid chậm như thế này, Brolin sẽ kê, sẽ đợi những đồng đội di chuyển của mình ở bước tiếp theo và rồi di chuyển tiếp. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là hợp lý dành cho Brolin thôi. Cường mid rất cục đến từ Brolin hơn 1 phút rồi. Các thành viên bên phía team Big vẫn giữ đuôi ở đây. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống nhảy lên thôi. Có vẻ như sẽ có một tình huống thôi. Đúng là như vậy, Kito bắn vào mặt của Smutka rồi. Brolin đi mid chậm bắt đi vị trí của Tapsen. Nhưng ở đây thì Brolin có những double kill khi kết thúc đi Kito thành công. Ba thành viên còn lại của bên Vitamix sẽ ngăn chặn đi mid đồ như thế nào đây. Brolin có triple kill, Saison đổi bột. Gate cần phải có một tiếng cover cho những người đồng quỳnh. Bây giờ thì Gate bắn đơn kill, nhưng không sao, Gate bắn Gate vẫn kết thúc đi Alex. Nhưng Meji đã bỏ trong khu bom xoay A, bắt đi vị trí Saison rồi. Gate đang có một tiếng đơn thương tổng phá. Và bây giờ thì Gate hạ gục được vị trí của anh chàng Meji. 1v1, nào đây là một tình huống bò để tìm chỏm đầu của nhau. Và bây giờ thì Gate ơi, đó là một tiếng clutch đến từ vị trí của Gate. Và triple kill dành cho anh chàng người đàn bài 12 dành cho bên Vietimic. Rất cố gắng đến từ đội hình của Fnatic rồi. Tuy nhiên rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Và pha xử lý cùng của Gate thực sự phải đánh giá đó là 10 trên 10. Nhưng mà một tình huống đặc tâm thẳng vào chỏm đầu của đối phương và sau đó di chuyển lệch sang bên phía tay trái. Còn cá nhân Green Z với việc đứng ở khu vực phía dưới rất khó để có thể để đem về một cái lượng thông tin và xử lý clutch được thành công. Và đó là round thi đấu chiến thắng dành cho các viên bên phía Team Big. Một round thi đấu mà Gate làm quá tốt. Những cái sự cố gắng của bờ gì đúng là di chuyển hay thật đấy, nhưng mỗi tội chỉ làm được có một mà thôi, khá đáng tiếc. Và bây giờ thì Fnatic sẽ phải đối mặt với cả một round thi đấu khả năng lớn sẽ phải hấp bài. Nào hãy cùng xem Fnatic xử lý ra sao đây. Còn đây sẽ là những cái highlight của cái round thi đấu vừa rồi, một round thi đấu cực kỳ là điên cuồng, bắn nhau 9981 hiệp ở cuộc mid. Và đây pha xử lý cuối cùng phải thực sự là điểm 10. Còn pha xử lý cuối thì thực ra cá nhân Cream Set ở trong tình đó cũng đã bị một cái gờ tường khá là dày, khá là to đúng hơn, nó cản đi. Và những viên đạn được bắn trước Kito, chính xác là Gate, nó cũng đã thành công và hoàn tất nhiệm vụ. Và bây giờ quay trở lại trận thi đấu này, một round thi đấu hấp bài. Alex chủ động trốn trong quả smoke và quyết định của các viên phía Fnatic là muốn đánh vào bom xe B. Thì thằng Saison đấy đem về cho mình hai mạng, Tapsen bắt được cả Alex nữa. Chưa phải là mạng thứ ba, Team Z đổi mạng thành công. Nhưng còn đó là Kito ở khu vực short. Và câu chuyện đã khá khó, bắn được đinh nhưng đáng tiếc đó chỉ là P250 trước lẻ tech này. Team Z đổi mạng thành công nhưng đến lượt Gate thì mọi thứ là câu chuyện khác. 13-15 dành cho các viên bên phía Team Big. Rất bất ngờ. Gate đang bắn vào tay rồi. 13-2, xong bây giờ tỷ số đang là 15-13 dành cho bên phía Team Fnatic. Họ chỉ còn đó là 2 mass point thôi. Một round thi đấu full buy tiếp theo dành cho các thành viên bên phía Team Fnatic. Và bây giờ thì họ chỉ còn có đó là 2 cơ hội để đưa trận thi đấu này về mắt thứ 3. Họ có thể thấy không đây, đẩy cung mid đồ nhanh và các thành viên bên phía Team Fnatic đã nhìn thấy top xe rồi. Nhưng liệu rằng có bắt được Tapsen hay không mới là câu chuyện khác. Tapsen hạ gục kiếm Brolin, nhưng bị Alex đổi mạng là nhanh. Tizian hạ gục Smutka rồi. Bắn chỏm đầu nhưng Alex có double kill. Gate đẩy ra hạ gục Alex. Cream bắt đi vị trí Saison ở vị trí B shot. Meji lại một lần nữa bò vượt vào khu bom xe A. Nhưng có lẽ là Kito đã nghe những tiếng chạy rồi.
Tôi đã nhìn thấy Kito quay lại rất nhanh. Và bây giờ Kito mà bắt đi được vị trí Grim Z thì gần như mọi tình huống di chuyển của Messi sẽ trở thành con số 0. Bây giờ cá nhân vị trí của Kito cũng đã lùi rất sâu vào collector rồi. Chủ động phải đi chậm lại mà thôi khi mà không hề có một thông tin nào của Stem và Jungle. Và có vẻ như Big họ chưa biết có người ở trong cuộc bom xe A đâu. Quả smoke này nó sẽ báo hiệu rằng là Fnatic muốn đánh vào A. 2v2. Có đó cho mình là rất nhiều bom mìn đến từ đội hình của Big thì Fnatic ở trong round thiếu này. Lại thêm quả smoke được nhồi ra khu vực collector. Kito tận dụng một khe rất hẹp để có thể có được cái lợi thế nhìn về thông tin. Tuy nhiên rằng Mercy vẫn có cho mình góc đứng đẹp ở City Ticket Box. Và đây là quả bom đặt về hướng City. Có thể thấy rằng đội hình của Big bây giờ họ đã bắt đầu ném những quả đồ ra để có thể retake. Sớm bốc được Palace rồi, cũng như là một quả lửa vào khu fight box. Check underpass, Creep cần phải có mạng, Creep bắt được Kito. Chưa phải là một đáp đầu kill và lại là cái tên ghét 1v1. Nhưng liệu có đoán được người ở City không? Đây câu trả lời là không. Và đó là 16-13 dành cho các biên viên phía Fnatic. Cực kỳ là chật vật mặc dù vẫn dẫn trước đến tận 11 round thi đấu sau lượt thi đấu first half. Vâng, vậy là trong trận tiếp bò 3 giữa Fnatic và Big thì tỷ số đã là 1-1 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với match cuối cùng của trận thi đấu này.